Cô Chính hả? Lấy đi, kìm mấy kia đi. Bà sao rồi? Sao dùng á? Lấy gì chứ phải cứng lắm rồi. Ăn đi chứ sao? Vậy hả? Rồi có mua thuốc gì theo à? Cô có mua vitamin có. C? Có. À, uống mua theo 3 hộp. Ờ, uống nó nhiều vô. Bà cho mấy đứa nhỏ uống nó nhiều. Nước sạn đi chứ chưa, nó chưa rước. Có đem tỏi theo không? Cô Chính đem tỏi theo đi. Đâm xong. Rồi mấy nhỏ khỏe không? Có gì không? Có bình thường á, con nó có gì đâu á. Ờ, nhỏ nó có chất đề kháng. Ok, mimi khi nào lượt. Nó có chân mình. Sao? Hả? Lún rồi đâu bị cãi. Ồ, hay sao? Mimi ngã mà nó giật đố, cám nữa nó bị cảm. Ồ, bởi nó nặng nè. Người hai đứa lớn khỏe không? Ngủ chung bạn. Ờ. Đó vậy. Xui ghê hả? Đó vậy. Bà về không có tắt hả cô Chính? Bà về bà không có xét nghiệm à? Khai dù. Đầy đủ hết trơn rồi đó. Hai mũi thì xét nghiệm rồi. Xét rồi đó. Vậy đó hả? Có đầy đủ hết trơn. Ừ. Dạ sao bà coi? Mình tính đầy đủ hết trơn, người ta mới nhăn mấy thằng công an. Nói thì đầy đủ hết rồi thì phải mình hệt lại chứ đâu có được bà. Ủ được mình đâu biết được. Tại vì người ta test hai mũi, người ta test nữa rồi ta mới về. Không có gì hết mà. Ủa, nó về thường, thường về ở luôn là cách ly mà. Cách ly. Không có cách ly nữa. Đây ta test ha, ta chích hai mũi rồi về ta test nữa là mình cho ta ở bình thường. Nhớ hả? Bây giờ ta nhắn mấy công an nữa, giờ người ta có lực gì rồi đâu có được. Tại mình xui. Tại xui. Trời bệnh nó là khó thở thẳng đi, chừng nào nó lên tới nước. Ta nói giờ đi cho còn ở nhà nó không được. Ta tập trung vô nữa, rồi còn mình dưỡng chính này ở nhà. Ủa dưỡng chính không sao, cũng mừng ạ. Ổng có tiếp xúc hơn quá. Tại vì ổng không ngủ chung. Nhưng không có tiếp xúc. Dán chương trình sức khỏe hả bà? Bà không sao đâu bà. Con nè, bà con cũng bị rồi. Cũng bình thường à. Uống nước nhiều nha. Bà phải uống nước nhiều. Nhớ. Đem đồ nhiều nhiều vô dự trữ. Mọi ngày là về rồi. Tuần lễ mà hết. Đem theo thùng sữa. Bà chích ngừa là mau hết á. Tao chích hai mũi thì đủ rồi, có mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ thì có cách này khác. Bà cho nó uống nước với vitamin C đó. Đó. Rồi hết. Cầm thì nó âm tính rồi, chắc nó không để bữa hay bữa nó mới cho về nhà. Vậy khỏe là. Con cam nó tính. Con nít nó có chất nhỏ quá hả? Đâu có, con cam là nhỏ thứ ba, nó âm tính. Nó theo dõi. Nó lỡ bắt rồi, giờ theo dõi thì bữa nó mới cho về. Vậy cũng mừng nè. Vậy có chất này kháng mạnh hơn mấy mình. Chắc cái nó ngủ xa mấy bả. Vậy hả? Có quy gần, tao với quy gần. Quy bài á, quy xui. Sao xa bà? Người tao vừa bị cảm xuống nước nữa. Không có chất đề kháng. Không có đề kháng nữa. Thiếu chất đề kháng. Bởi vậy. Trời, có những bệnh qua rồi. Như xui đây có ông bà năm xui đi. Hết giá rồi tới cô. Hết giá rồi tới cô. Thế thì bà nói tao có nhắm nhắm hết gì đâu. Tao xui lên, tao không đụng tới ai đâu mà vậy. Cây xui. Hãy chui tới nè. Bệnh mà, đâu ai nhấn được. Giữ gìn sức khỏe nhớ uống nước nhiều vô. Dạ, thôi con. Đi ngủ khí. Cô Chính hả? Lấy đi, kìm mấy kia đi. Bà sao rồi? Sao dùng á? Lấy gì chứ phải cứng lắm rồi. Ăn đi chứ sao? Vậy hả? Rồi có mua thuốc gì theo à? Cô có mua vitamin có. C?